Thưa quý vị và các bạn, khoai tây được xác định là cây trồng chủ lực trong vụ đông của huyện Yên Dũng và đem lại hiệu quả kinh tế cao. Tuy nhiên hiện nay, việc người dân trong huyện đầu tư mở rộng diện tích khoai tây một cách ồ ạt đang phá vỡ quy hoạch tổng thể trong phát triển nông nghiệp của địa phương. Không những vậy còn tạo ra nguy cơ cung vượt cầu, sản phẩm sau khi thu hoạch không tiêu thụ được bởi không có sự liên kết thị trường đầu ra hoặc giá cả xuống thấp. Phóng viên thời sự đã tìm hiểu rõ hơn về thực tế này. Vụ đông năm nay, gia đình ông Ngụy Phan Trường, thôn Bắc An, xã Tư Mại, trồng gần một mẫu khoai tây. Thế nhưng khác với những vụ đông năm trước, năm nay gia đình ông không trồng khoai chế biến Atlantic theo hợp đồng với Ủy ban Nhân dân xã nữa, mà trồng khoai tây Maraben theo một hợp đồng bằng miệng với thương lái. Nếu từ thượng không mua nữa thì phải ra bộ phải chấp nhận cái trường hợp ấy thôi, chứ còn thì rủi ro thôi chứ làm nào thôi. Năng suất cao, giá bán cũng cao hơn khoai tây chế biến Atlantic là nguyên nhân chính khiến nhiều hộ nông dân ở Tư Mại đang mở rộng diện tích trồng khoai Maraben hay còn gọi là khoai tây lòng vàng. Theo thống kê, toàn xã hiện có khoảng 140 ha khoai tây, gấp đôi so với vụ trước. Thế nhưng trong đó chỉ có 45 ha là được trồng theo hợp đồng với công ty trách nhiệm hữu hạn Orion. Còn lại chủ yếu là khoai Maraben do bà con trồng tự phát. Điều này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro cho người dân. Nếu như cái số lượng ít thì có thể chúng tôi cho rằng là thương tiêu thụ là một cách đơn giản. Nhưng mà nếu sản phẩm khoai vàng mà nó ồ ạt trên thị trường nó quá lớn thì có thể người dân dễ bị thương ép giá, và đồng thời là cái giá cả nó đã không ổn định rồi, đầu ra nó không hơn sẻ thì cái ảnh hưởng đến trực tiếp đến thu nhập của người dân. Không chỉ ở xã Tư Mại mà ở nhiều nơi khác trong huyện Yên Dũng, nông dân cũng đang trồng khoai tây theo các hợp đồng bằng miệng với thương lái. Ước tính diện tích khoai tây năm nay của huyện đã tăng khoảng 100 ha so với năm ngoái. Quan điểm của cơ quan chuyên môn cũng như là chỉ đạo chung của huyện ấy, thì là tập trung chỉ đạo sản xuất ở các vùng quy hoạch, còn lại là không khuyến khích các hộ mà phát triển mở rộng ở các vùng sản xuất nhỏ lẻ mà theo cái chỉ đạo chung như vậy. Việc người dân sản xuất không theo quy hoạch đã làm cho một số mặt hàng nông sản của tỉnh thời gian qua rơi vào cảnh bán không ai mua như cà chua, chanh đào. Bởi vậy, nếu không tuân thủ quy hoạch sản xuất, trong tương lai, người trồng khoai tây của Yên Dũng rất có thể sẽ bị rơi vào cảnh tương tự.